anh mang đau thương thui thui đêm trường, còn em bước qua cầu xây cuộc tình duyên mới. Chẳng sao biến mất rồi, còn đâu ước với thề. Vui đường ai nấy, xây nhiều cầu thơ duyên, kiếp sau em gặp lại. Anh về xa biệt người thương, đưa em đến bên là tình ta. Cho tình cảm chua cay, chia tay rượu nào nồng men say, cho lòng thôi chúa son. Trao nhau những phút giây ngậm ngùi này, rồi người về. Tâm tư mênh mang một nỗi u hoài, tìm đâu cuốn ban đầu khi mặn nồng hai đứa. Những chiều về đón đưa hôm nay xin ra từ, trọn đời xa cách người ơi. Hôm nay xin ra từ, trọn đời xa cách người ơi. Hôm nay xin ra từ, trọn đời xa cách người ơi. Quyên, em đi đâu vậy? Hôm nay là chủ nhật, anh không thấy ở nhà là chán hay sao? À, hay là anh muốn thay ba má mà kiểm soát em, phải không? À, đâu, đâu có, anh đâu dám vậy. Em nói chơi thôi, có gì đâu mà anh lúng túng vậy. À, Quyên à, anh muốn nói với em một chuyện. Bây giờ hả? Ờ, ngay bây giờ. Phiền quá à, em bận rồi, thôi để bữa khác nha. Quyên à, em nhím cho anh chút thời gian đi. Anh cần phải nói với em một chuyện quan trọng. Quan trọng? Cho ai? Cho anh hay cho em? Cho cả hai á. Chuyện lạ à nghe. Thôi cũng được, em gì anh đó. Mà nè, 15 phút thôi à. Cảm ơn em. Rồi, nói gì thì nói lẹ lên đi, em đi liền đó. Ngắn gọn thôi à. Ngắn gọn thôi phải không? Anh bắt đầu nói nghe. Mấy năm nay anh mang ơn hai bác đã cho việc làm ăn và chỗ ở. Cha mẹ anh qua đời vì một nạn tai, anh rơi vào cảnh khốn cùng. Ba má em và cha mẹ anh ngày trước là bạn thân, nên phải giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn, đó là chuyện bình thường trong tình nghĩa thâm. Sống một nhà thì tụi mình cũng là anh em, nhưng trong anh tình cảm dạt dào, không phải thứ tình anh em. Không phải tình anh em? Phải, mà đó là một tình cảm yêu thương.
đã ngự trị trong anh từ bao giờ mà anh không hay không biết. Anh muốn nói, anh muốn nói là anh đã, anh đã, anh đã yêu em. Anh yêu em. Phải, vì anh sợ thời gian sẽ cướp mất em, làm cho anh đây hụt hẫng. Nguyên ơi hãy gật đầu đi em, anh đang đợi chờ một giây phút ấm em. Như ngày nào thường vui đùa trước ngõ, nhưng em và anh không cùng đi chung bước. Đơn nắng chở ân tình. Em ơi xin em đừng ngoảnh mặt làm. Không phải đâu anh, Nguyên chỉ xem anh như anh ruột của mình. Anh đừng nên bận tâm suy nghĩ, đừng ôm ấp trong lòng, hãy quên nâng tình vừa chớm nở trong tim. Quên sao được Nguyên ơi, khi mình đã có những năm tháng dài quấn quýt bên nhau như cây liền cành, như chim liền canh. Em hãy cho anh một lời thủy chung son sắt, chứ đừng nói với anh những tiếng đắng lời cay, nghe chất ngất nỗi đau. Vì quá yêu em nên anh mới tỏ rõ tận tường. Chúng ta đã có những năm tháng dài bên nhau vui sống, thì tại sao ta không ướp mật yêu? Quyên ơi đừng làm anh khổ anh đau, đừng cho anh mất hy vọng niềm tin vào cuộc sống. Nếu đường vào tim anh gãy đổ, thì hạnh phúc cuộc đời sẽ chìm vào trong bóng tối. Anh Việt à, anh biểu lộ tình cảm không có đúng chỗ. Nguyên, nói vậy em đã có người yêu rồi à? Bây giờ thì chưa. Vậy thì tại sao em từ chối anh? Tại sao vậy? Anh Việt, anh hãy nghe em nói. Vì chỗ trống trái tim em không phải là chỗ cho anh nương tựa, thì anh đừng ước mơ chi duyên nợ vợ chồng. Nguyện ơi sao em nói ra chỉ câu nói đau lòng. Việt ơi, vì em là một người con gái có tính tình thẳng thắn, không ẩn chứa trong lòng nỗi quẹo nỗi quanh. Thà một lần dứt khoát còn hơn là để cho anh đeo mang trong lòng nhiều dương dân. Anh hãy xem chuyện này như là không có, và chúng mình vẫn mãi là tình bạn mà thôi. Quyên, anh hy vọng là em suy nghĩ lại. Thôi anh đừng có làm phiền em nữa, anh làm mất thời gian của em nhiều rồi đó. Quyên, Quyên à. Trời ơi làm gì vậy? Buông tay em ra, em đi mà. Quyên à, Quyên, Quyên. Cô à, cô có sao không cô? Tôi không có sao. Chân cô trầy rồi kìa. Có chút xíu thôi mà. Tại tôi. Quyên ơi, em có sao không em? Tại anh nó còn hỏi nữa hả? Thôi được rồi. Nếu phải lỗi do anh thì anh xin lỗi em. Và anh xin lỗi luôn anh này. Nhưng mà em bị té đau thì đừng có đi nữa. Thôi đừng có nói nhiều, đem xe vô nhà đi. Té tày chân mà cũng vẫn đi sao? Nè, đi hay không đó là quyền của tôi.
tôi... Tôi cái gì, tôi nói anh nổ máy chạy đi. Cầu Việt. Ủa, chú Chung hả? Chú đi đâu vậy? Chủ nhật rảnh rỗi đi lang thang chơi nên mới thấy được cái cảnh bò bị ngựa đá. Nói vậy nãy giờ chú có mặt ở đây, chú thấy hết rồi hả? Không muốn, nhưng mà phải chứng kiến từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, không thiếu một chi tiết nào ở trên hết trời. Chú Chung à, tôi hỏi câu này chú phải trả lời thành thật nghe. Câu gì? Chú có thấy là tôi tệ lắm không? Về mặt nào? Đủ mọi mặt hết á. Vậy thì để coi. Cậu thì đủ tiêu chuẩn nè, đẹp trai, còn học vấn thì tạm được, nhưng mà còn tài chánh á nha, và cái uy thế trong xã hội còn kém lắm. Thiệt vậy sao hả chú? Cái đó đáng lẽ cậu phải thấy rõ hơn tôi chứ. Con gái nó trọng bề ngoài lắm, hiếm được người nào mà có chân tình lắm cậu ơi. Chú Chung à, nghe chú nói chuyện cháu cảm thấy chú là người rất sành sỏi, xin chú dạ dày chiêu để đời. Nói thiệt chứ chú à, hồi còn thanh niên tôi có biệt hiệu là sát thủ kiên trong cái lẳng lơ mà. Vì tôi nghèo không danh không phận, nhưng được cái là có duyên ăn nói vừa lòng người. Nếu cậu không chê, tôi sẽ thổ tài hướng dẫn cho cậu cách thức kiếm ăn. Chú nói cái gì mà cháu nghe lạ vậy? Chuyện tình yêu sao có kiếm ăn ở trong làm gì? Trời ơi, tôi anh lộn tiệm rồi, đang nói chuyện này mà gây qua chuyện kia. Nè, bữa nào ghé nhà tôi nha, tôi truyền nghề chinh phục trái tim con gái cho cậu. Còn bây giờ thì mình đi kiếm cà phê uống cho thư giãn thần kinh đi. Thôi, cháu không có đi đâu. Ở nhà làm cái gì cho nó tù túng, đi ra ngoài học được nhiều cái hay cái lạ lắm. Để mai mốt á, mình còn đưa ra để đối mặt với đời chứ. Không lẽ cậu muốn suốt đời nấp bóng hoài hay sao vậy? Nhưng mà cháu... còn nhân nhị gì nữa. Muốn nhập môn phải bái sư chứ. Chầu cà phê có là bao đâu. Cháu đâu có nghĩ vậy. Thôi, để cháu vào cất xe rồi chú cháu mình đi uống cà phê nha. Vậy mới được chứ. Chú chờ cháu một chút nha. Rồi, vậy là cá cắn câu rồi. Từng bước một mình sẽ cho thằng nhóc con vào trận. Đường cả trước người sau. Trời Phật ơi, con có làm điều gì ác đức đâu mà sao con khổ quá vậy nè. Ách giữa đàn mang vào cổ không biết nữa. Ủa anh nói cái gì đó? Anh cằn nhằn ai vậy? Tôi đâu có cằn nhằn ai đâu. Tại tôi xui xẻo, tự nhiên cái bị làm tài xế cho cô gần cả tiếng đồng hồ. Cô ngồi trên xe tôi không có chịu xuống nữa. Bộ anh tưởng tôi muốn ăn dạ với anh hả? Không có đâu. Tại cái ông kỳ đà hồi nãy làm tôi mất hứng, không biết phải đi đâu nên đành ngồi lì trên xe anh đó chứ. Vậy là tôi vô phước rồi nên gặp phải cô. Nè, chưa biết là gặp nạn tai hay là gặp may thì anh chưa nên kết luận dối dàng. Biết đâu tôi với anh thử duyên ngàn dặm nên mới khiến xui cho mình hội ngộ. Thần tiên trong chuyện cổ tích ngày xưa xa vời. Nếu anh hiểu thấu chuyện đời thì phải biết chuyện xưa và nay không khác. Cô thật lý luận khá rành, chắc học thức cao, con nhà khá giả phải không? Tạm tạm thôi, hiện tôi là sinh viên học khoa kinh tế. À, là sinh viên kinh tế. Vậy thì tuổi cô vào khoảng 25 ha. Anh này hay quá ta. Anh không phải là người nhà của tôi mà đoán sao nghe trúng phúc ngay tuổi của tôi hả? Tôi đoán mò thôi vậy mà. Nhưng tôi thì tôi không nghĩ như vậy đâu. Vậy cô nghĩ làm sao? Tôi có cảm nhận là giữa tôi và anh có một sợi dây vô hình nào đó có liên hệ với nhau.
Cô suy luận mơ hồ quá à. Làm gì anh nhìn tôi dữ vậy? Hay là mình tìm chỗ đậu xe rồi nói chuyện nha. Được thôi, mà anh định ghé ở đâu? Cô thích đến nơi nào? Tôi thích nhảy động. À, hay là mình đến vũ trường đi anh. Tôi sao? Trời trời, sợ hao hả? Đừng có lo, tôi rủ thì tôi chi. Không phải vấn đề là ai chi trả. Vậy chứ sao anh không chịu đi? Vô đó ồn ào lắm, tôi không thích ồn ào. Chứ không phải anh không biết nhảy đầm, vô đó sợ quê nên không dám phải không? Cô nói chuyện sao không sợ người ta tự ái à? Tính tôi thì ưa nói thẳng gì đó. Vậy thì thôi, mình vô nhà hàng karaoke. Tôi thích hát karaoke lắm. Nhưng mà tôi không biết hát. Anh này sao khó tánh khó chịu quá hả? Ở nhà ba mẹ tôi là cho tôi là khó tánh nhất. Nay gặp anh hả còn cao hơn tôi một bậc. Tại cô rủ đến mấy cái chỗ mà tôi không có vào được thì làm sao tôi vào? Đâu phải tôi khó. Thôi được, anh là người thứ nhất tôi chiều đó nha. Nhưng mà một lần này thôi, tôi không có quen chiều ai đâu. Không có lần sau đâu à nghe. Vì nể tình anh là ân nhân giải dây cho tôi hồi nãy đó. Còn bây giờ anh muốn đến đâu thì tôi để cho anh tự chọn đó. Được chưa? Ít ra thì cô cũng biết công bằng như vậy chứ. Nè, con gái thì phải dịu dàng nhỏ nhẹ. Nếu không thì ống chề đó nghe. Cà phê nè anh. Cảm ơn em. Ủa, con Quê nó đi đâu rồi em? Hôm nay chủ nhật mà anh. Con nó đâu có chịu ở nhà. Bộ anh không hiểu tánh con sao mà hỏi em. Anh thấy xe của nó còn ở nhà mà. Ủa, vậy sao? Hồi sáng anh thấy nó dắt xe ra mà. Còn chào em nói là đi chơi. Em ở trong nhà có nghe tiếng xe máy nổ nữa mà. Chắc xe nó hư nên bỏ xe ở nhà chứ gì. Còn thằng Việt đâu? Chắc còn ngủ hả? Anh lại nói hoang cho thằng cháu rồi. Nó dậy sớm lắm. Hồi nãy nó có vô thưa với em là nó đi uống cà phê. Cái thằng bữa nay đổi gu, ra đường uống cà phê nữa chứ. Thì cũng phải để cho nó ra ngoài tiếp xúc chứ anh. Đừng có gò bó nó như vậy, con trai mà. Anh muốn tốt cho nó thôi. Cha mẹ nó là bạn thân của vợ chồng mình. Khi xưa mình lưu lạc tới xứ người, tứ cố vô thân. Nếu không nhờ cha mẹ nó giúp đỡ thì mình làm sao có được như ngày nay. Em biết, vì vậy nên em cũng thương mến thằng Việt coi như là con. Em săn sóc cho nó cũng như săn sóc cho con Quyên. Còn anh thì lo cho nó có chuyện làm ở trong hãng của mình. Anh muốn làm hết bổn phận của mình, giúp cho Việt có một tương lai sáng sủa, nên giao cho nó việc làm thư ký, kế toán cho anh. Chờ nó chững chạc anh sẽ giao chức phó giám đốc cho nó. Em biết mà. Mình không có con trai nên anh đặt hết hy vọng vào thằng Việt. Nhưng con Quyên nhà mình, em cưng nó quá nha. Anh sợ nó hư vì tội nghiệp cho thằng Việt đó. Anh muốn nói, anh thấy thằng Việt anh thương nên định sau này gả con Quyên cho nó. Vậy à, em cũng nghĩ cùng một ý với anh đó. Nhưng anh sợ sau này con Quyên nó ăn hiếp chồng đó. Đàn ông các anh nghĩ xấu về người vợ à. Anh nói về tính tình con gái chúng mình chứ đâu có động gì đến em đâu. Vì em là một người vợ hoàn chính nhất trên đời. Làm sao anh nghĩ xấu về em? Thế nên là một giám đốc giàu sang, nhưng em luôn là hoàng hậu của anh suốt đời. Nè, nói thật đi, với bài trò anh, với em thì anh luôn luôn chân thật. Lớn nè. Dạ. Theo em nhận xét ra sao về tính tình của con Quyên nhà mình? Chớ còn anh thấy con Quyên quá là cứng tính. Ý của anh thế nào? Thật tình em không hiểu. Nên anh nói rõ ràng sao gọi là cứng tính. Nghĩa là nó dám tự quyết chẳng kiêng ai, vàng chẳng chịu phục tùng ai. Anh nhận xét con gái mình tin tưởng lắm đó nha. Em là mẹ nó, em cũng hiểu tính nó.
Nói chung á, con Thúy Quyên nó hơi kiêu, mà bản tính kiêu kỳ không mang lợi cho người con gái, có khi có hại không chừng. Em cũng biết tánh con như vậy, nhưng cha mẹ sanh con, còn trời sanh tánh, biết làm sao bây giờ hả anh? Em nói đúng, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Tuy anh rất hãnh diện thấy con mình có được một vẻ đẹp xinh, trắng da vàng tóc, nhưng anh không khỏi phập phồng lo lắng, vì Thi Quyên nó là một đứa con gái tự phụ kiêu kỳ. Với bất cứ ai, nó chẳng bao giờ lễ thuộc hạ. Nó không giống như những cô gái bình thường giản dị, ăn là thì thích khô bò, ngoại sống nem chua, giải trí là thì để đầm ca hát quanh năm, không có những nét dịu dàng đầm thắm. Anh sợ sau này con mình gặp tình duyên lạnh đầm khi gặp người chồng không thích nhân tình. Em cũng biết như vậy, nhưng khổ nỗi đã nhiều lần khuyên bảo mà nó vẫn làm theo ý riêng của nó. Theo anh nghĩ có lẽ vợ chồng của mình quá thương con, nên Thứ Quyên nó mới như vậy đó em. Không thương sao được anh, vì Thúy Quyên là đứa con kỷ niệm cái thuở vợ chồng mình lén lút yêu nhau, rồi cũng về câu hổ đuổi muôn đăng. Cha mẹ buộc em lên xe qua cùng kẻ khác để giữ nguyên tình đầu của người con gái. Hai đứa mình cùng bỏ xứ đi xa, đến nay Thúy Quyên vừa tròn 25 tuổi. Là suốt 25 năm mình không trở lại quê nhà. Nhưng em thấy ở Thúy Quyên ngoài bản tính hơi kiêu, còn là một cô gái tốt. Đôi khi vợ chồng mình nó tỏ ra yếu đau, còn đối với bạn bè nó hết dạ thương yêu. Rất may là con Quyên nó được đức tánh đó, nhờ vậy mà anh cũng yên tâm phần nào. À, bây giờ trở lại chuyện lúc nãy nghe. Anh định gả Thúy Quyên cho thằng Việt, em nghĩ thế nào nè? Em đồng ý với anh thôi. Thằng Việt nó hiền lành, nhưng không biết ý con Quyên nó ra sao. Nó mà không ưng thì trời mà biểu nó. À kìa, thằng Việt nó về, để em vô dọn cơm nha. Huệ à, bên nay đi chợ mua vài món đồ về cho ba nghe con. Trời ơi, ba lại bài nhậu nhẹt nữa rồi. Đâu khổ con ghê vậy đó. Đâu con... Nhà của con là con gái à, mà ba cứ rủ rê người này người kia đến nhà nhậu hoài à. Nên làm mà... con không có học bài gì được hết á. Năm nay con ở lại lớp mà ba đừng có rậy con à nghe. Con sao cứ cằn nhằn hoài. Con gái thì phải tươi tắn lên, mặt mày nhăn nhó, khó coi lắm. Ba, chứ bạn bè của ba, mặt mũi ai cũng thấy dị kỳ. Thì biểu làm sao, con không bực bội vì thấy ghê. Nhưng bữa nay thì khác, ba biết con chắc là vừa ý. Ba nói chuyện lạ kỳ, con không hiểu ý những lời của ba. Vậy thì con cứ lo đi chợ về làm bánh ra dĩa mồi, rồi con sẽ gặp ngay người mà con đã quen biết từ lâu. Ba làm con khó nghĩ, hôm nay sao ba lạ quá. Thôi chứ con nói nhiều, mau vô sách vỏ đi liền cho nhanh lên. Nè, con ghé quán thằng Mập á, kêu nó đem vô cho ba 10 chai bia bia Chương Dương. À thôi, đi xỉn đi, với bịch khô bò để ba lai ra trước nghe con. Ba còn thiếu tiền quán của ảnh đó. Nên bây giờ kêu nữa, biết ảnh có chịu đem vô không? Thì con hỏi nó coi thiếu bao nhiêu thì con trả giùm ba đi. Hả? Cái gì? Trả giùm ba hả? Ừ. Rồi con lấy gì đi chợ?
anh nên... Thôi mấy khỏi đi chợ đi. Ba lấy tiền này ba trả quán cho anh mập đi, rồi ba kêu bia ba uống nữa đi cho vừa bụng ba. Thôi giận ba làm chi vậy? Thôi con ghen mập cứ nói đem vô cho ba 10 chai bia đi, rồi tuần sau ba trả hết cho nó cho. Ba không có uy tín gì hết á, làm con mất mặt theo ba luôn à. Thôi con đi chợ à. Nhớ rượu bia. Nghĩ con tội nghiệp cho con gái của mình, nghèo quá nên con nó không có được đầy đủ. Mình phải nhất định thực hiện cái keo này mới được. Nếu thành công thì cứ nương theo đó mà làm hoài để kiếm ăn. Ơi, không chừng như diều gặp gió bay tước lên mây xanh nè. Ê, mà ngồi hoài như vậy nó buồn cái miệng quá ta. Không biết con nhỏ nó có chịu ghé quán thằng mập đem bia vô cho mình nhấm nháp không nữa. Thôi, để mình đi ra đó lấy cho chắc ăn. Không biết là phải nhà này không nữa à. Sao không thấy ai hết vậy kìa? Chú Trung ơi, chú Trung à, Quế ơi, Quế à, cái gì kỳ vậy? Đi đâu cả rồi kìa? Hay là không phải nhà này? Thiệt mình đoán việc như thần. Con nhỏ này nó tự ái, nó không chịu mua thiếu mà nó không có thèm ghé. Ê, mà còn cái thằng mập này nó sợ mình giật hay sao mà còn dằn mặt lên là con không có chịu bán đâu. Nè, tao mà vô mảnh làm giàu thì tao mua đứt cái quán mày luôn nghe mập, đừng có giỡn mặt với tao. Kìa, chú Trung. Ủa chú đi chợ hả? Ôi, cậu Diệp đến á hả? Dạ. Giỏi quá ha, nói sơ sơ vậy mà tìm cũng ra nhà ha. Vô nhà đi cậu Diệp. Dạ. Cậu ngồi tạm đó đi, tôi vô trong giải quyết cái vụ này chút xíu à. Bữa nay chủ nhật, không biết Huệ đi đâu mà chú Trung ở nhà có một mình vậy à? À, tôi nói con Huệ đã đi chợ, tôi chạy lại quán lấy mấy chai bia để chú cháu mình rai rai chơi mà. Chú Trung ơi. Hả? Cháu đâu có biết uống bia. Ừ. Chú uống một mình đi. Đâu có được, phải uống chứ. Uống không được nhiều thì uống ít thôi. Lúc mình buồn thì mình cần rượu, mà chút hơi men để giải phát cơn sầu. Nhưng mà cháu... Nè, uống đi cậu Việt, làm 7 miếng cho nó vui mà. Dạ, cháu... Cháu uống chút xíu thôi nghe chú. Ừ, nè, vô nè, uống được nhiều cứ uống chứ. Nè, cái chiều hôm qua đó, tôi chỉ ở ngoài quán cà phê, cậu đem ra áp dụng chưa vậy? Dạ chưa. Ê, sao vậy, không đủ can đảm? Dạ cháu không dám. Gì đâu không dám, trời ơi con trai gì mà nhát quá nhát, dễ bị thua chạy sao kẹo người ta. Thà cháu chịu thua chứ không làm chuyện bất nhân. Cháu mang nặng ơn bác quan đã đùm bọc, cháu không dám để thiệt thòi cho con gái của người. Cậu ráo rất quá chỉ mà thôi, chứ có ích lợi gì đâu. Một khi đã thương thì mình phải tay luôn, phải dùng thủ đoạn giúp cho bằng được. Thể gạo nấu thành cơm rồi, còn lo gì chỉ thiệt thòi. Không được đâu, cháu nghĩ tình yêu mà dùng áp lực thì không được kết quả tốt. Thà cháu cam chấp nhận yêu đơn phương, chứ cháu không muốn làm kẻ bất nghĩa. Ê, cậu không chịu vậy thì thôi, tôi cũng không ép cậu làm cái gì. Nhưng mà tôi khuyên cậu đó nha, cậu nên đi chơi cho khuây khỏa đi. Chú Trung ơi. Sao? Làm sao vui được mà đi chơi chú? Ừ? Cháu chán nản quá à. À, thất tình thì phải chán nản chứ. Mà chán nản thì phải tìm chỗ vui chơi giải trí à, chẳng hạn như là vô bi ôm ý vũ trường à? Vậy đó. Thôi không được đâu, vô mấy chỗ đó tốn tiền lắm. Dạ lại mấy chỗ đó trời ơi nó kỳ lắm chú ơi. Gì đâu mà kỳ, mấy chỗ đó nó mở ra là để dành phục vụ cho đàn ông thì tại sao gọi là kỳ được. Thanh niên phải biết ăn chơi thì mới đúng chất đàn ông. Nhưng mà cháu không quen thì làm sao mà vô cho được.
không quen từ từ rồi sẽ quen. Biết á, rồi cậu ghiền luôn. Không dám ghiền đâu, nhưng nếu không có tiền thì làm sao được trọn cuộc vui. Nếu như cậu muốn có tiền thì cũng dễ như chơi. Chú à, chú nói chuyện nghe sao mà dễ dàng quá vậy. Theo cháu thì chuyện không giản đơn như chú nói vậy đâu. Ơi, nói vậy chứ Ủa, anh Diệp à. Huệ, trời ơi, lâu quá không gặp Huệ. Phải rồi, từ hồi anh thôi học cho đến giờ á. Hôm trước Huệ có đến tìm chú Chung tại hãng, tôi có nhìn thấy. Nhưng mà tôi bận công chuyện nên không đến gặp Huệ được. Khi Huệ về rồi, tôi mới hỏi chú Chung. Tôi mới biết là chú Chung đây là ba của Huệ. Vì vậy mà đến hôm nay mới đến thăm Huệ phải không? Tôi dạ dạ dạ. Phải. Bữa nay ba hẹn cậu Diệp đến nhà chơi đó con. Thôi con ở đây nói chuyện với cậu Diệp một chút nghe. Đưa đây, đưa cái giỏ cho ba xách vô nhà sau cho. Ba làm cái món nhậu cho. Chú. Ba. Ba ơi, thì ra hôm nay khách của ba là anh Diệp đó hả ba? Anh Diệp. Không ngờ mới đó mà đã 2 năm anh và Huệ đã chia tay nơi mái trường từ năm đó. Tại số phận của tôi lận đận cha mẹ qua đời, cho nên gian dở sự học hành. Còn Huệ thì sao? Em cũng còn đi học. Giờ rảnh rỗi thì ở nhà lãnh đồ mai gia công để phụ với ba em cơm ngày 2 bữa. Sống trong cảnh nghèo mà Huệ vẫn trắng trong như là loài hoa Huệ vậy đó. Ôi, thật tôi vô cùng khâm phục. Anh lại khen làm em thêm ái ngại. Phận nhà nghèo em chẳng dám ước mơ nhiều, chỉ thêm nặng lòng lo, chỉ mong cuộc đời được em xuôi theo ngày tháng, sống cạnh ba em khi bóng chiều hoàng hôn. Chú Chung thiệt là có phước gì đó. Bởi vì chú Chung có được một người con gái ngoan, hiếu thảo với cha, không đua đòi xa qua. Còn anh ra sao? Nói cho em nghe chuyện tâm tình hôn nhân gia cảnh. Đã thất bại rồi, chuyện tình đi buồn bởi dở dang, nên mới lang thang cho vơi bớt bao cơn sầu. Người đó là ai? Em có quen có biết? Người đó là Thúy Quyên, cũng chung trường ngày trước với em. Ủa, vậy sao? Anh Việt à, bây giờ cũng vẫn chung trường chung lớp nè. Đã vậy mà còn thân nhau nữa đó nghe. Vậy là anh thương nhỏ Quyên hả? Sao em không nghe nó nói gì hết vậy? Nói sao được mà nói. Sao anh vậy? Yêu đơn phương thì làm sao cổ nói cho được. Vậy em có giúp gì được anh không? Em muốn giúp anh chuyện gì? Em khuyên nhỏ Quyên giùm anh. Anh thấy là không cần như vậy đâu. Bởi vì anh biết cổ ở chung một nhà. Ủa, anh và Quyên ở chung một nhà hả? Phải. Vì ba má Quyên coi anh như là con ruột vậy đó. Nhiều lần anh cũng xin dọn ra ngoài ở riêng, nhưng hai bác không có chịu cho anh đi. Như vậy là hai người có cơ hội tìm hiểu nhau rồi đó. Sao lại không chịu níu kéo tình cảm? Huệ à, em không hiểu đâu. Chuyện tình yêu có nhiều ngôn ngữ riêng tư, đâu phải ở gần nhau mà duyên nợ được gửi trao. Nên anh mới thầm đau vì đã trót Quyên sâu đậm. Sao Quyên lại hờ hững chối từ?
tình cảm chực chờ. Tuy ở gần mà tình cảm cách đi xa, không hiểu bụng dạ người ta. Muốn rào đón anh hay chẳng chút cảm tình, anh không hiểu được sự vô hình. Anh hãy yên lòng và nên nhân nại, rồi Quyên cũng sẽ hiểu anh. Bác Chung đem đồ ăn lên kìa. Đây đây, ba đã làm xong món nhậu rồi nha. Con để ba tiếp cậu Việt. Con đi lãnh đồ về mai đi quẹt. Anh Việt, anh ở nhà chơi nha. Em đi một chút nha anh. Được rồi, Quế cứ đi đi. À đi đi, ba bắt nồi cơm lên giùm cho con rồi. Con cứ đi thong thả nha. Dạ. Không gấp gáp gì đâu. Con đi nghe ba. À, đi đi con. Đi nhanh Việt. À. Trời ơi, chú bày vẽ làm chi vậy chú? Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Mình vừa lai rai vừa bàn chuyện. Chuyện gì vậy chú? Chuyện kiếm tiền. Trở lại cái chuyện hồi nãy nha. Khoan đã, nè vô đi. Vô rồi nói chuyện tiếp để nó lạc. Cháu không uống nhiều được đâu nghe. Cứ uống nè. Dạ. Mà làm cái gì buồn quá vậy? Vui lên đi chứ. Hơi sức nào mà buồn. Nè, cậu hãy nghĩ suy, đừng thất vọng mà chi. Hãy cố vui lên, đời đẹp lắm cậu ơi. Mình mất tình này thì mình kiếm tình kia, chỉ cần tiền là có tình ngay. Nhưng mà cháu vẫn thấy hình như là trong văn một cái gì. Ôi có gì đâu trong văn. Tôi sẽ bày kế cho. Kế gì? Đời sống mình có mấy là bao. Vui chơi đi nào, chơi đừng có lo. Nhưng mà tiền đâu vui chơi như vậy. Vậy hả? Cậu có cần không? Tôi sẽ chỉ cho kiếm tiền. Ở đâu vậy? Tiền trong tay mà không biết ở đâu. Dở quá. Chú nói tiền ở trong tay là đây. Là sao vậy chú? Vậy nè, cậu là người thân tín của giám đốc phải không? Dạ phải rồi. Mà lại giữ sổ sách giấy tờ nữa phải không? Tiền là ở chỗ đó biết không? Chú muốn nói chỉ sửa một vài con số thôi thì tôi và cậu xài làm sao cho hết được. Cháu sửa chút xíu là xong ngay. Nhưng mà cháu sợ. Sợ gì? Bác quan rất tin tưởng cháu. À. Mà cháu làm như vậy là cháu phụ lòng bác quan. Thôi, tưởng chuyện gì cho chuyện đó cháu. Chứ không làm vậy được đâu. Trời ơi, đời có bao nhiêu đó mà không biết hưởng thụ à. Mà cậu nghĩ coi nè, cậu trung thành với người ta mà con gái họ có chịu để ý với cậu đâu. Nhưng mà cháu sợ quá à. Sợ gì? Đừng có lo. Tội gì mà trung thành với họ. Trung mà không có lợi thì thiên hạ họ cho là ngu. Ngu trung đó biết không? Nè, không sao đâu, yên tâm đi. Có tôi làm quân sư thì việc gì cũng trót lọt mà. Uống đi rồi mình bàn chi tiết. Thank you.
Em hẹn anh đến đây chi vậy? Anh đã nói là anh không thích vô đây mà. Anh chiều em một lần này nữa đi. Cho em nhảy một bữa nay nữa thôi là em sẽ nghe lời của anh. Từ nay em sẽ đàng hoàng, lịch sự, êm ái, đầm thắm hơn được chưa? Nè, hứa chắc ha. Một lần này nữa thôi nghe. Dạ. Mai mốt ăn mặc cho đàng hoàng. Chứ ăn mặc như vậy anh thấy khó chịu lắm. Và ăn nói nữa thấy tê chính. Anh yên tâm đi. Thôi anh đi gửi xe đi. Em chờ anh ở đây ha. Chờ anh chút nha. Dạ. Em vừa ý rồi phải không? Em không ngờ một viên thanh tra mà lại quan tâm đến em như vậy. Là vì anh muốn em tốt. Thật vậy sao? Em không tin anh thật lòng lo cho em sao? Tin chứ. Vì tin anh nên hôm nay em mới quyết định chấm dứt hết các cuộc vui chơi gần như thác loạn để trở về một đêm sống lặng yên, không còn nỗi loạn như ngày nào. Cùng bạn bè quá thích vui chơi. Trong lòng anh cảm thấy vui vì đã làm thay đổi được em, đã tìm ra được con đường nào mình phải đi. Tại vì em đã yêu anh nên cố tình thay đổi hướng đi cho anh đẹp và vui lòng mà thương em. Nè, nói sao phải làm vậy? Đổi dời nghe em. Ý, đừng có xem thường em nghe. Em là con gái nhưng lời nói ra như là đinh đóng cột vậy đó. Em thể hiện rồi anh mới tin. Thôi được, lần sau gặp lại anh em sẽ thay đổi hoàn toàn. Em sẽ cho anh một sự bất ngờ thú vị. Chắc không? Bảo đảm, chắc chắn 100%. Nhỏ Thúy Quyên, trời làm tôi hết hồn. Ê, bữa nay si tình ai mà đứng thẫn thờ vậy ta? Mày là con quỷ luôn theo kẻo phá người ta hả? Tao là con quỷ luôn theo phá mày nhưng đúng lúc đúng nơi. Nè, chừng nào mà tao lấy chồng hả, tao nhất định không có mời mày đâu. Sao vậy? Mời mày đến ai mà chịu nổi mày chứ. Dạ. Coi bộ lúc này mày ra vẻ hiền từ rồi hen. Đời mà mày, con người tao phải thay đổi chứ. Nè, con ghẹo tao hoài là tao không có mời mày thiệt đó. Ôi, chuyện đó tao không có cần lo. Vì mày không mời tao thì đã có ba má mày mời tao đàng hoàng. Lúc đó thì tao cốc thèm. Không ngồi với bọn trẻ chúng mày cho thấp hạng, mà tao ngồi với những vị có râu. Chừng đó mày hả phải đến hầu bàn thưa dạ. Tao khuyên mày nên nghĩ kỹ lại, để ba má mày mời hay chính mày phải mời tao. Được rồi, coi như tao thua mày không một. Nhưng mà mày nhớ là khi nhận được thiệp hãy chuẩn bị một món quà ca ca, chớ ăn xong rồi về tao nắm áo nghe chưa. Yên chí đi, tao sẽ tặng cho mày vài lố tả và hộp thuốc dưỡng thai. Mày đúng là con quỷ phá chùa. Nói chuyện với mày tao phải chịu thua. Đùa chút cho vui chứ hơn thua gì. Hay nói đúng hơn á, mày là người bạn tốt. Chẳng qua là mày nhường tao thì đúng hơn. Chà, bữa nay nói chuyện nghe hơi lạ, nghe cứng. Quyên à, chưa tới giờ học. Tao muốn nói với mày một chuyện nè. Trời ơi, thì có chuyện gì cứ nói đại đi. Quyên ơi, nếu tao nói ra
Mày có còn coi tao là bạn của mày nữa không Quyên? Mày nói cái gì tao không hiểu gì Huệ? Thì mày cứ trả lời tao đi. Thì tao với mày vẫn là bạn từ trước tới giờ mà. Rồi sau này thì sao? Thì sau này cũng vậy. Sau này cũng vậy hả? Quyên ơi, tao cảm ơn mày nghe. Trời, mày làm tao khó hiểu quá à. Tao... Ê, nhỏ. Hả? Nè, có phải chăng hôm nay mày đang mang một vấn đề chi bất ổn ở trong lòng, nên rào trước đón sau là chỗ bạn bè tao với mày vô cùng thân thiết nè. Chỉ còn khách sao làm chi, có chuyện gì mày cứ nói ra đi. Quyên à, tao muốn nói nhưng mà tao sợ mày giận tao. Giận cái gì? Tao sắp nói ra đây, nhưng xin hỏi mày thêm vài câu. Về tình yêu mày và anh Việt ra sao? Nói hai chúng ta chẳng có ra sao, vì đường ai nấy đi, hai đứa tao không cùng chung lối. Không cùng chung lối hả? Nhưng mà mày hỏi để làm gì? Thật tình tao chưa hiểu ra. Nói đi. Quyên à, tao muốn hỏi thêm cho rõ tận tường. Có khi nào mày ăn năn hối tiếc khi mày không chấp nhận tình anh Việt đã trao? Không, chắc chắn 100% không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó? Ừ. Mày nói thật lòng của mày chưa Quyên? Mày kỳ quá, không lẽ tao nói dối mày chứ? Quyên. Vậy chắc mày không ngờ. Sao? Mày không ngờ là tao yêu anh Việt mất rồi mày ơi. Trời ơi, quá là chuyện bất ngờ. Nhưng đó cũng là chuyện thường mà Huệ. Tao sợ mày hiểu lầm tao. Cái gì mà hiểu lầm? Tao thẳng thắn nói lại lần nữa với mày là tao không bao giờ yêu anh Việt. Rồi đó, mày yên tâm chưa? Quỷ. Tao tin. Vậy là tốt rồi. Cứ mạnh dạn mà tiến tới. Tao chờ tin vui của mày và anh Việt đó. Mày nói thật hả Quyên? Thật mà. Tại vì mày đã giúp cho anh Việt quên tao. Tao thật sự vui mừng hơn là anh Việt vẫn nhớ hoài kỷ niệm. Tao cảm ơn mày nha Quyên ơi, tao cảm ơn mày. Sao lại cảm ơn tao? Thì đúng là cái đồ lẩm cẩm. Ê thôi, tới giờ học rồi, vô lớp. Con Quỷ. Ừ. Sao hôm nay cháu ăn ít quá vậy Việt? Ăn nữa đi cháu. Cháu xin phép hai bác, cháu dùng đủ rồi. Bác thấy cháu không được tự nhiên đó nghe. Dạ, cháu vẫn bình thường như mọi ngày. Bác có chăm trà để sẵn trên bàn đó. Dạ, cháu cảm ơn bác. Xin phép hai bác cho cháu trở về phòng của cháu. Thúy Quyên à. Dạ. Bà thấy giữa con và thằng Việt không bình thường phải không? Đâu có gì đâu ba. Bà thấy độ này thằng Việt nó buồn, cho nên bà mới hỏi con cho rõ đầu đuôi. Con không nên giấu ba chuyện gì. Có phải hai đứa đã giận hờn nhau năm bảy bữa nay không? Mà thấy Việt nó buồn thật là tội nghiệp. Thì tại anh thích buồn, mà khi anh thích thì cứ để anh tự nhiên sẽ được thoải mái hơn. Có ai tự dưng lại buồn như vậy? Nè, con hãy nói cho má nghe coi. Con ơi, con nói sao nó khó nghe quá. Chắc chắn là hai đứa bay đó có giận nhau. Tôi tin thằng Việt không bao giờ gây chuyện. Tánh trẻ con của cô không ai chịu được, mới xảy ra như vậy. Mẹ à, con đã lớn rồi mà mẹ cứ bảo con trẻ con hoài à. Nè, ba mẹ muốn gả con cho thằng Việt mà con cứ như vậy hoài, không có chịu sửa đổi.
mai mốt cưới nhau về giận nhau suốt ngày thì làm sao được con. Cái gì? Ba mẹ định gả con cho anh Việt à? Trời ơi, con không có chịu anh Việt làm chồng đâu. Sao vậy con? Không lẽ con không yêu thằng Việt? Tại sao vậy? Ba thấy tụi con thân thiết với nhau lắm mà, có lý nào lại chẳng có chút cảm tình với nhau? Thưa ba mẹ, chuyện duyên nợ đâu phải gần gũi nhau mà nảy sinh tình cảm được. Phải có duyên phận buộc ràng mới thành cuộc trăm năm. Dù ở xa ngàn dặm mà hữu duyên thì cũng đưa đẩy cho đôi tim cùng hội ngộ. Con hãy nói rõ hơn cho ba mẹ biết đi con. Dạ, thưa ba mẹ, con xin nói lên sự thật là con đã quen một người con trai xa lạ khác. Tuy chỉ có đôi lần gặp gỡ mà nay và con xem như đã ý hợp tâm đồng. Bởi anh ấy tỏ ra khoan dung độ lượng, khuyên dạy con những cái đẹp, cái hay. Mẹ ơi, dẫu rằng con chưa hiểu rõ về bản thân cũng như gia thế của người con trai đó, nhưng tri con của con đã giúp cho con hiểu thấu, không thể làm sai khi nhận anh ấy làm chồng. Chưa hiểu rõ về thân thế người ta mà con dám tin tưởng như vậy sao con? Con đã lớn khôn rồi, xin má đừng lo lắng cho con. Con không dạy gì, đi tìm cho mình cái khổ mà. Con ơi, ngày trước cha mẹ đã từng đau khổ, trắc trở nợ duyên vuốt nát gian mầm, nên bây giờ ba mẹ tự nhủ, tự hứa với lòng là sẽ tôn trọng quyền tự do của con cái, thế nên ba không có ý kiến gì cả. Trước chuyện tình mà con đã thân quen, quyền. Dạ. Nhưng có một điều ba muốn khuyên con nên hết sức thận trọng trong vấn đề tình cảm. Con ơi, gì đó không phải là trò đùa của con trẻ. Nếu lỡ xa chân hạ con ôm cả một. Dạ, con cảm ơn ba mẹ, con sẽ nghe lời ba khuyên bảo. Ba rất tin con gái của ba. Thôi, ba đi nghỉ à. Ăn cơm xong con thu dọn chén bát, mẹ lên đốt nhang bàn thờ Phật đó. Dạ. Quyên. À, anh Việt. Anh đã nghe rõ chuyện vừa rồi em nói với hai bác. Anh thật không ngờ mình đã bước một bước tình yêu đầu lại đành cam một hận. Anh Việt, em xin lỗi vì đã phụ lòng anh. Em đâu có lỗi, chỉ tại anh nghèo nên anh mới thua kém người ta. Anh đừng nói vậy, ba mẹ em và em vẫn thương mến anh mà. Ngoài những tình cảm đó ra, anh cần một tình yêu nồng đượm ở nơi em. Nhưng anh nên hiểu, giữa hai chúng ta có những khoảng cách khá xa về tình cảm mà. Anh biết, nên giờ đành riêng mang ôm nỗi đau xa rời cố nhân, tìm quên phút giây ban đầu cho anh gửi lại đôi lời thương mến. Dù em đã đoạn tâm cố quay lưng hận hờ với anh, anh đừng nói lời buồn thương, đừng trách hờn lỗi đâu phải tại nơi em. Dù biết rằng hai ta có
anh sẽ rời xa mái nhà đã bao ngày ôm ấp tình. Lời yêu không trọn tôi đành lìa xa, chớ ở bên nhau biết làm sao quên. Bao nỗi đau. Anh Việt, có phải anh giận em mà muốn rời bỏ nơi này mà đi phải không? Em đừng bận tâm. Thà như vậy để còn giữ lại ít nhiều tốt đẹp trong lòng. Việc ra đi của anh là có lợi cho đôi bên và là một cách giải quyết tốt nhất. Nhưng nếu anh đi, ba mẹ sẽ rầy em. Không sao đâu, anh sẽ nói khéo để hai bác không bận lòng vì chuyện hai đứa. Anh đi nha. Anh Việt, mình có lỗi trong chuyện anh Việt ra đi không? Việt à, chuyện cháu muốn ra ở riêng làm cho bác không yên lòng, hay là cháu buồn việc con thiếu Nguyên? Dạ thưa bác, cháu. Cháu Việt, chuyện tình yêu muốn hình dáng sắc mà, cháu không nên vì chuyện đó mà ưu phiền. Nếu không duyên nợ vợ chồng thì vẫn là tình anh em, thiếu Nguyên vẫn mến và tôn trọng cháu mà. Dạ thưa bác, cháu rất hiểu em Nguyên. Cháu đã nhận thức được nên việc cháu xin ra ở riêng không phải vì chuyện của cháu và em Nguyên. Cháu xin hai bác cho cháu ra ngoài để cháu có một cuộc sống tự lập. Bác thì cũng không muốn bó buộc cháu, nhưng cháu đi rồi cháu ở đâu, có làm trở ngại cho cuộc sống của cháu không? Dạ bác đừng lo cho cháu, cháu là thanh niên mà, việc ăn ở rất là đơn giản. Nhưng mà cháu phải cho bác biết chỗ ở của cháu chứ. Dạ khi nào ổn định chỗ ở cháu sẽ cho bác biết. Thôi được rồi, bác không xâm phạm tự do của cháu đâu. Dạ cháu cảm ơn bác. Ai Việt nè, hôm nào rảnh á, cháu tổng kết là hết sổ sách của mình đi. Nghe đâu là có thanh tra sắp xuống đó. Thanh tra? Dạ. Lúc gần đây bác có nghe cháu thường lui tới với chú Trung là người thủ kho vào những ngày nghỉ hàng tuần. Nè, hãy cẩn thận cháu Việt à, vì chú Trung ngày xưa thường phạm kỷ luật, nhưng vì thương người làm việc lâu năm, bác giữ chú ấy làm thủ kho cho có việc. Cháu à, cháu nên thận trọng nha, đừng nghe lời suối biểu của người ta. Dạ bác yên tâm, cháu rất là cẩn thận, và việc sổ sách trước sau thì cũng y như vậy hả? Đây bác hãy xem thật kỹ lưỡng, chẳng hề sai một con số nào đâu. Tốt lắm, bác rất yên lòng. Vậy hôm nay có ký nhận gì không? Dạ có.
xin bác ký vào phiếu này hôm nay ở tỉnh lên nhận hàng của ta. Đâu, đưa bác ký cho. Dạ đây. Rồi, cháu đi lo việc xuất hàng đi. Dạ thưa bác, cháu đi. Cậu Việt, tôi nè, làm gì mà mặt mày lắm lét vậy? Giấy xuất kho nè. Chú cẩn thận nghe. Làm gì rung vậy? Hôm nay sao thấy rối vậy nè? Có gì đâu mà lo. Tôi không nói, cậu không nói, có trời mới biết. Chú đừng có chủ quan. Giám đốc nói thanh tra sở sắp xuống cơ quan mình kiểm tra đó. Làm gì mà có chuyện đó? Tôi làm ở đây trên 10 năm mà có thấy bao giờ mà thanh tra đến kiểm tra ở đây đâu. Thiệt mà chú. Chú à, cháu sợ quá à. Vậy thôi mình đừng tiếp tục nữa. Nguy hiểm lắm. Coi. Dạ lại cháu không muốn có lỗi thêm nữa với bác quan. Trời ơi, ổng giàu quá xa, có ăn nhầm gì mà cậu lo lắng. Sợ ổng bị nghèo. Làm người phải có lương tâm, đừng để bụng nhớ trét mặt chú ơi. Cháu rất hối hận nghe lời chú làm bậy. Nếu chuyện đổ bể ra thì biết làm sao đây. Đừng lo lắng quá, cậu cứ yên lòng. Bây giờ đang cơn sốt, mình tạm lắng chờ. Khi nào mỗi việc đêm mình bất cờ lên tiếp tục làm ăn. Cháu sợ quá. Bỏ ghe thì làm giàu mau lẹ, chuyện gì phải sợ. Không ai thương mình đâu nghe, cậu có hiểu gì không nè? Dạ, cháu. Thôi, rút lui, chuyện ai nấy lo hen. Dạ mời ông dùng nước. Dạ, cảm ơn ông. Xem qua sổ sách này tôi thấy có điểm khả nghi. Xin ông hãy xem cho kỹ. Chúng tôi không hề gián lẫn điều gì từ trước đến nay. Trắng đen điều rõ. Ông à, ông hãy nghe tôi phân. Vì có những điểm làm cho tôi khó hiểu. Tôi chỉ làm đúng chức năng của mình, chứ không có điều gì khó về. Nhưng mà tôi bảo đảm với ông là sổ sách của tôi không có vấn đề gì. Alo. Phải. Dạ tôi Quang đây. Sao? Nhà tôi vô bệnh viện hả? Được, tôi đến ngay. Cảm ơn nha. Nhà ông xảy ra chuyện gì à? Dạ xin lỗi, nhà tôi có bệnh lên máu. Lúc nãy bất thình lình xảy ra chuyện. Nhà tôi không có ai nên nhờ hàng xóm đưa giùm vào bệnh viện đâu. Vậy à? Thôi, ông đi thăm bà đi. Còn việc này... Không sao, tôi cần soi lại sổ sách để đối chiếu với sổ sách của công ty ông. Hôm khác tôi đến. Chào ông. Mà về nhà với mẹ. Mẹ không sao đâu. Lâu lâu thì bị một lần, qua rồi thì trở lại bình thường. Ở trong bệnh viện mà chịu đâu có được. Em vào phòng nghỉ nghe Liếm. Em khỏe rồi, để em ngồi đây với con. Anh vào thay đồ đi nghỉ một chút cho khỏe rồi ăn cơm. Mẹ à, mẹ mệt thì đi nghỉ, còn lo cơm nước gì nữa. Nếu hồi sáng không có cô Tư bên cạnh qua gọi nhờ điện thoại á, thì đâu có ai hay mẹ xỉu mà đưa vô bệnh viện giùm. Mai mốt mẹ thấy khó chịu á, thì vô phòng nằm nghỉ. Để tan học về con nấu cơm cũng được. Nghe mẹ. Chờ con về á, thì cơm làm sao mà cho kịp cho ba và con ăn. Không ấy, mình kiếm người giúp việc cho mẹ đỡ mệt mẹ ha. Thôi, con khéo bài vẽ thêm cho hao tốn. Cái gì mà hao tốn? Con biết mẹ không phải sợ hao tốn, mà mẹ sợ họ nấu ăn không có vừa miệng ba, và làm việc nhà không có vừa ý mẹ, phải không? Con biết rồi mà còn nhiều chuyện. Mẹ. Thôi vô dọn cơm đi. Dạ. Anh à, em không sao đâu, anh đừng lo.
em khỏe là anh mừng rồi. Nhưng anh còn chuyện gì lo nữa, hay là chuyện của công ty? Em mới khỏe lại nên nghỉ ngơi đừng bận tâm. Anh nói vậy sao được? Suốt 20 năm nay vợ chồng ta đều một già chung lòng, không có việc chi mà anh giấu vợ mình. Buồn khổ sướng vui đồng cùng chia vui sẻ một. Sau nay có chuyện gì mà anh lặng lặng riêng mang, càng làm cho em xót xa trong nhà. Chuyện ở công ty làm cho anh thấy đau đầu. Sổ sách có điểm chẳng khúc nhau, thanh ca mới phát hiện vừa rồi. Công ty của mình từ bao giờ không có chuyện mù lên, nay lại xảy ra không nghi ngờ gì cả. Vì sổ sách là tự tay anh ký, không lẽ viên thanh tra đó có điều lầm lẫn sao? Người ta là thanh tra, việc làm của người ta đâu có lầm lẫn được. Anh cũng nghĩ vậy đó em à. Anh nên quay lại về phía mình á, xem trong công ty có ai đáng nghi ngờ không. Có một người đáng nghi ngờ, nhưng họ không dính dáng gì đến bên hành chánh. Thôi vào ăn cơm, trưa rồi anh còn phải nghỉ một chút em à. Huệ, chú Trung đưa rồi Huệ. Anh Việt à, ba em hả? Ba em đi đâu hồi sáng tới giờ em không biết nữa. Anh ngồi chơi. Anh uống nước đi anh. Cảm ơn Huệ. Anh Việt, sao anh cứ ủ rũ hoài vậy? Đàn ông con trai mà bớt bát như vậy sao được. Anh nên nhớ, thất tình chứ đừng có nên thất chí. Mối tình đầu tuy đẹp và thơ mộng thật, nhưng anh nên nhớ, đó là mối tình đơn phương. Vả lại, đời người không phải duy nhất chỉ có một mối tình. Em học cao hiểu rộng nên em triết lý nghe êm tai lắm. Không lẽ em xúi anh nên yêu nữa à? Đã lỡ duyên đâu mang về dường như anh thấy lệ đông dân trào, lắng nghe chua xót tình giang dở, thấy như mình nhỏ em tin đâu cho anh được vui sầu. Hãy để cho lòng thôi hết vương màng, mình anh đơn lẽ mà bớt luyện đương thế lòng anh giờ hẹn mong chờ. Anh Việt ơi, sống giữa cõi đời đầy dẫy những hầm hố chông gai, thì có mấy ai không
trải qua đắng cay thử thách. Hãy mạnh dạn đứng lên từ nơi ta ngã xuống, chớ đừng dại khờ nằm yên để rồi chết trong nhục nhằn thầm. Suy nghĩ đi anh, đừng để sai lầm. Anh bảo rằng hãy để anh trong cô lẻ, như vậy là anh bớt u buồn, bớt khổ, bớt đau. Một người em gái khác đang đợi chờ anh, sao anh cứ ngoảnh mặt về con thuyền cũ, bỏ lại sau lưng một cô gái nhỏ vẫn thường gọi tên anh trong những đêm sầu. Làm người thì có ai bằng lòng với những kẻ bạc đen mà luôn luôn tôn thờ câu chung thủy. Nhưng thủy chung với người không sắc son một dạ thì suốt một đời sẽ ôm hận mà thôi. Huệ, em muốn nói. Em muốn nói Em đã yêu anh. Nên em ngoảnh mặt làm ngơ trước những việc làm xấu xa của anh và ba em làm hại công ty của bác Quan. Bởi vậy em đã không tố lộ việc này cho ai biết. Em hiểu cho anh, anh xưng em mà. Ủa có chuyện gì đó? Hai đứa bay đang tâm tình hả? Dạ đâu có chú. Còn chối nữa. Huệ, anh xin em. Thôi giấu tôi chi nữa nè. Tới nước này cậu cũng nên chuẩn bị xính lễ đi chứ. Cháu xin phép chú cháu về. Ê, cậu Việt. Ba kỳ quá à. Kỳ gì kỳ? Một cá sao có kỳ? Ba đừng lôi kéo người ta vào con đường tội lỗi nữa. Ủa, con nói gì vậy Huệ? Ba muốn nói tốt cho con nè. Mà cậu Việt cũng được lắm mà con. Phải, anh Việt đúng ra phải có một tương lai sáng sủa, nhưng ba lại đẩy anh đi vào ngã tối tăm. Ba có biết làm như vậy là ba đã hại con, là ba giết chết cuộc đời con. Đường vào tình yêu con chọn anh bước vào đời, nay ba đã làm cho sụp đổ. Nói gì kỳ vậy? Ba tán thành chuyện con với nó mà nói gì vậy? Ba đừng gạt con để giấu che. Khuất lấp chuyện ba làm, thủy quyền với con là bạn từ nhỏ. Giờ ba gây ra chuyện ta tệ như vậy thì suốt đời con không dám ngó mặt Thúy Quyên. Huệ, con oán hận ba hả con? Ba, mẹ con chết lúc con mới 10 tuổi, một tay ba săn sóc cho con, ba nuôi cho con ăn học đến lớn khôn rồi. Bây giờ mày học có học thức rồi, mày mở mắt ra chào đời rồi, mày chạy khốn ba đó phải không? Trời ơi, tao lo cuộc sống hiện tại đây nè, thấy không? Tao lo kiếm tiền cho một số vốn hả, để mà con được thành thơi rồi ba già nó không yên ổn nữa chứ. Nhưng ba ơi, đồng tiền ba tạo ra không được trong sạch. Con rất đau lòng khi thấy ba hại chết người ta. Hả? Ba, xin ba thương con mà suy nghĩ lại, đừng lợi dụng người mà hại cả bản thân ba. Trời ơi, đang làm ăn ngon rất tự nhiên không mà bỏ ngang đâu có được nữa. Ba, nếu ba vẫn tiếp tục thì con gì? Con sẽ báo cho bác Quan biết chuyện này. Đừng có làm bậy nghe. Ba mất việc nói ra nghe con.
cùng lắm mới là con nghỉ học. Con đi làm con nuôi ba. Trời ơi, thôi được rồi, ba hứa cho con nè, ba làm cái chuyến này là chuyến chót nó đi rồi ba. Trời ơi, ba bỏ liền bây giờ đi, không có chuyến chót chuyến sau gì hết á. Thôi đừng có nhiều lời nữa mày, nấu cơm đi, ba ra quán thằng mập nè. Trời ơi, ba, ba, ba. Em lạ lắm, sao nhìn em dữ vậy? Hoàn toàn đổi khác. Anh vừa lòng không? Tuyệt vời như vậy mới đúng là cô bé đáng yêu của anh chứ. Vậy thưởng em đi. Ý, ở đâu ngoài đường vậy? À, em quên. Anh Nhân ơi, ừ? Bây giờ mình đi đâu? Anh sẽ đưa em đến một chỗ mà em không ngờ được. Tại sao? Vì em chưa bao giờ đi đến chỗ này. À, bí mật vậy hả? Chứ sao, để xem em có thiện chí và thành ý thay đổi phong cách hay không, rồi mới đưa em đến nơi này được. Wow, bữa nay anh làm ra vẻ quan trọng. Không những quan trọng mà còn trịnh trọng nữa nha. Em phải chuẩn bị tinh nghi thần trước, nếu không tới đó sẽ giật mình. À, anh đừng có hồ, làm cho em mất vía. Em rất gan lì, không sợ ăn hiếp đâu. Anh đâu có ăn hiếp em bao giờ. Nè, thôi, lên xe đi em. Xin mời. Anh này. Anh ơi, nhà ai vậy anh? Vào đi rồi sẽ biết. Làm em hồi hộp quá à. Sao nãy em nói gan lì lắm mà. Hồi nãy em gan lì thật. Nhưng sao tới đây cái em sợ hả? Không có ai dám ăn thịt ăn cá gì đâu mà em sợ. Đi vào với anh. Dạ thưa mẹ, con mới về. Nhân về đó hả con? Dạ, mẹ anh đó. Xin chào. Chào bác. Dạ chào bác. Đứa nào đây? Dạ thưa mẹ, đây là Thúy Quyên bạn con. Con cứ tự nhiên ngồi chơi nghe không? Nhân. Dạ. Tiếp bạn đi con. Để mẹ vào hông nóng cái nồi cháo gà rồi mẹ đem ra cho các con ăn. Dạ, cảm ơn mẹ. Nè, làm gì mà lúng túng vậy? Chào bác cũng đợi anh nhắc. Tại gọi bằng bác em thấy khó gọi quá à. Sao vậy? Vì nhìn má anh á, em tưởng tượng ra bà ngoại em, nên em mới ngập ngừng lưỡng lự chứ bộ. Em đó nghe, lê lắc vừa vừa thôi. Hồi nãy ngoài sân ra vẻ lo sợ, giờ vô đây lại muốn nhìn mẹ anh là bà ngoại nữa. Ha. Từ lúc gặp mẹ anh á, em có cảm giác như là thân thiết lắm gì đó anh. Thì cảm giác mẹ chồng nàng dâu bước đầu đó. Anh ơi, còn ba và anh chị của anh đâu hết rồi? Ba anh đã mất lâu rồi. Còn chị hai anh thì đã 20 mấy năm nay, cho đến bây giờ cũng chưa biết được nghi tin. Không hiểu từ đổ xa nhau, người trôi dạt nơi đâu, hoặc nghi sống chết ra sao. Mẹ anh chỉ có 4 lần đẻ đau mang nặng, nhưng đã có 2 lúc mới chào đời. Vì vậy nên gia đình này anh chỉ còn một mẹ một con, sớm hôm đùm bọc cho nhau. Hoàn cảnh của anh rất đau buồn, tương tự như em là con một trong nhà, nên ra vào em thấy mình như quạnh, chúng ta đều là những kẻ cô đơn. Những kẻ cô đơn nên được thương nhiều phải không? Anh kỳ hả? Chứ không phải hồi nãy đứng ngoài đường em biểu anh thưởng cho em hay sao? Chứ sao hồi nãy ông thưởng liền cho anh ta?
ở ngoài đường ngoài xá đâu có tiện em. Chứ anh sợ anh ta thấy hả? Còn phải hỏi nữa. Vậy chứ anh không sợ má anh thấy sao? Má anh thấy thì má anh càng hối thúc anh đi cưới em gấp. Ai thèm lên vợ anh đâu. Ý, đừng có nói vậy có hôn nghe em. Cô cháu đây, các con mau ăn đi cho nóng. Dạ, dạ con cảm ơn bác. Trời, lịch sự dễ sợ ta. Buổi tối dùng thức ăn nhẹ rất là tốt. Các con cứ tự nhiên nghe, để mẹ đem ra cho các con bình trà nóng. Dạ, bác cũng dùng với chúng con ha. Bác đã dùng rồi, con dùng với Nhân đi. Không ngờ nghe, không ngờ hôm nay em tôi thay đổi hoàn toàn nha. Chứ sao, em đã nói là em sẽ thay đổi mà. Anh phục em chưa? Rất phục, rất phục. Thôi em à, ăn cháo đi em. Dạ. Em à. Dạ. Em thấy mẹ anh như thế nào? Mẹ anh thật tuyệt vời, như là một bà tiên hiền lành trong chuyện cổ tích vậy đó. Cảm ơn em đã nhận xét tốt về mẹ anh. Như vậy sau này không có chuyện mẹ chồng nàng dâu xung khắc với nhau phải không em? Tất nhiên là không bao giờ có chuyện đó rồi. Nhưng em lại sợ xung khắc với một người khác. Ai vậy em? Là người này nè. Vậy là em bằng lòng làm vợ anh rồi hả? Anh Nhân. Ừ? Bộ anh tin rằng em sẽ trở thành người vợ hiền dâu thảo được sao anh? Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rơi xuống đời làm sống lênh đênh, gió sẽ mừng vì tóc em bay cho mẹ hờ buồn quên trên vai, và em gây buồn nhỏ như cánh chưa xa. Phải, anh tin rằng sao cái dáng vẻ kiêu kỳ là một trái tim hiền dịu, nên từ khi cùng em kết giao tình cảm, lòng anh càng dương dâng, và đến hôm nay thì anh thật sự muốn hai ta nên vợ nên chồng. Tin tưởng đi em, đừng lo lắng trong lòng, anh yêu em bằng tình yêu chân thật, chứ không phải kẻ lọc lừa mua khế bán chanh. Dẫu chưa biết được gia thế của em, nhưng qua tư cách anh đã nhận em là con nhà đức hạnh. Diễm phúc cho anh khi được em làm vợ, chắc mẹ sẽ vui bởi có dâu hiền. Không biết rồi đây sẽ như thế nào, nhưng nghe anh nói em đây cũng vui lòng mắt. Dạ, em cứ giữ lòng tin đi, chắc chắn anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em mà. Anh Nhân. Quyên. Nhân ơi, em chỉ sợ tình chỉ đẹp khi còn gian dở, và lúc dẹp câu thề thì tình sẽ là phai. Vì vậy mà cho đến hôm nay, tuy đã yêu anh, nhưng em chưa nghĩ đến chuyện thưa cùng cha mẹ. Sợ lỡ một ngày nào đó ý lòng không hợp, hai đứa hai đường rồi phiền muộn cho sông hơn. Vì thế cho nên em cứ rào đón cản ngăn, không cho anh đến thăm hai bác dù chỉ một lần. Nhưng đã yêu em thì anh xin chiều tất cả, miễn em vui lòng đẹp da thì nói ra phải giữ lấy lời, nếu thương chân thật thì muôn đời phải chiều em. Nhất
nhất ngôn kế xuất, tứ mã nan truy mà. Anh hứa là sẽ chiều em. Được rồi, em tạm tin anh đó. Khi nào em mới tin trọn vẹn? Cái đó tùy thuộc ở anh thôi. Ý, trời cũng khuya rồi. Để anh đưa em về, rồi anh còn nghỉ sớm. Ngày mai anh phải đến công ty. Chi vậy anh? Công ty của ông Quang có vấn đề. Ở trên phái anh đi thanh tra làm rõ sự việc. Công ty của ông Quang? Ừ. Ngày mai anh đi thanh tra ở đó. À, công ty có vấn đề à? Em làm sao vậy? Dạ không, em không có sao. À, dạ thôi để em về. À, anh khỏi phải đưa em. Anh ở nhà nghỉ sớm nha. Kìa, em Quyên à. Anh yên tâm, em về đến nhà sẽ điện thoại cho anh biết. Ngủ ngon, bye bye. Bye bye. Nhớ điện thoại cho anh nghe Quyên. Con về đó hả? Dạ, dạ thứ ba con mới về. À, mẹ con đâu rồi ba? Mẹ con ở trong phòng. Đi với bạn trai phải không? Dạ, hôm nay ảnh đưa con về nhà thăm mẹ ảnh. À, vậy à. Hai cô cậu tình cảm đi tới đâu rồi? Chừng nào con mới chịu dắt bạn trai ra mắt ba mẹ đây? Dạ, để coi ảnh biểu lộ thành ý với con đến mức độ nào rồi con mới quyết định được. Dạ. Con gái của ba kỹ lưỡng quá ha. Con không muốn để phiền cho ba mẹ mà. Con hiểu được như vậy thì tốt rồi. Ba mẹ đã bận tâm gì con? Dạ con hiểu. Ba mẹ còn rất nhiều việc cần phải lo, nên con không dám quấy rầy chuyện tình cảm của riêng con, nên con phải tự lo. Vàng xếp trong ngoài đang bất ổn chuyện gì nên ba phải nặng lòng lo. Con mà có hiếu với mẹ cha là ba đã rồi, còn biết công ty của mình con không cần phải bận tâm. Nhưng người xuống công ty thanh tra lại là bạn trai của con đó ba, thì bảo sao con không bận lòng chuyện quá bất ngờ với con. À, thì ra viên thanh tra kia lại là bạn trai của con gái mình, thật là chuyện không ngờ. Nhưng mà không có điều gì bất ổn, người ấy chỉ làm theo chức năng kiểm soát thì đâu thể hiểu. Công ty có sai trái điều chi cũng không trách được người ấy thắng tay. Ba ơi, ngày mai anh ấy xuống công ty phải không ba? Phải. Ngày mai người ấy xuống và mang theo hồ sơ để đối chiếu với sổ sách của công ty. Ba, ngày mai con cũng muốn đến công ty nữa. Chi vậy con? Đừng làm vậy, người ta khó làm việc. Sự thật thì vẫn là sự thật, không ai có thể kéo lệch nó đi được. Ba nói vậy là sao? Con không hiểu. Có nghĩa là nếu công ty sai trái thì họ vẫn làm đúng chức năng, thì sự có mặt của con cũng không giúp được gì. Còn nếu công ty trong sạch thì ai vạch lỗi mình được đâu con. Nhưng mà con lo sợ lắm ba. Ba nói lại một lần nữa là con cứ yên tâm, dù chuyện có lành hay dữ đối với công ty thì tình cảm của con và Dương Thanh Trai vẫn không hề sứt mẻ. Nhưng con không can tâm nhìn cảnh ba bị truy tố trước pháp luật nếu thật sự công ty mình sai trái mà. Con khờ quá. Làm người phải can đảm đương đầu với mọi trái ngang. Con phải hãnh diện và sung sướng khi có một người bạn trai làm việc một cách công tư phân minh chứ. Con cảm ơn ba đã giúp cho con thêm ý chí và nhiều nghị lực để con đương đầu với sự thật. Con gái của ba giỏi lắm. Ủa, ai đến giờ này vậy kìa? Dạ để con ra mở cửa. Ủa, Huệ, đi đâu mà đến giờ này vậy? Quyên, bác trai còn thức hay ngủ rồi vậy Quyên? Ba mình còn thức. Huệ đến tìm ba mình hả? Vào đi. Dạ, chào bác. À, Huệ đó hả cháu? Có chuyện gì đến tìm bác khuya vậy? Ngồi đi cháu. Dạ, cảm ơn bác.
Nhỏ, ngồi nói chuyện với ba mình nha. Chuyện gì đó cha? Dạ, con muốn thưa với bác một chuyện hết sức là tai hại, làm cho bác phải nặng lo. Mà thủ phạm lại chính là ba con, đã rắc tâm đưa anh Việt vào trong. Xin bác thương cứu anh Việt phen này. Lời cháu nói ra bác vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ chuyện đó lại xảy ra. Vì bác tin sự trung thành của Việt, không thể nào làm việc bất lương tâm. Tại ba con thứ ngọt ngon, anh mềm lòng nên xa chân lỡ bước. Chuyện đến nước này bác không biết phải làm sao. Thôi thì ngày mai cứ để họ làm rõ chuyện nặng nhẹ ra sao, còn có pháp luật. Thôi một sự thật không thể nào ngờ được, Việt qua yếu lòng nên xa ngã lâm em. Tương lai mờ mịt uổng đời một năm nhi. Con xin bác thương đừng bỏ anh lúc này. Anh chỉ là nạn nhân của cám dỗ lọc lừa. Cháu yên tâm, bác không giận nó đâu. Dạ, con cảm ơn bác. Và con cũng xin thay ba con mà nói lời xin lỗi bác. Kể ra thì anh Trung cũng tệ thật. Có cần gì thì nói với bác, bác sẵn lòng giúp đỡ, sao lại lôi kéo ông Việt làm chuyện này? Dạ, con biết. Con biết việc làm của ba con là ảnh hưởng đến tên tuổi của bác và công ty, còn làm hại tương lai của anh Việt. Con khuyên hoài mà ba con không nghe, nên buộc lòng con mới đến thưa cho bác rõ. Không ngờ chẳng còn kịp nữa. Cháu có lòng đến cho bác hay là tốt rồi. Thôi khuya rồi cháu về nghỉ đi. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, cháu cũng không nên buồn. Dạ, thưa bác, cháu về. À, cháu về. Thưa giám đốc, theo sổ sách thanh tra thì cơ quan của ông đã chi xuất sai nguyên tắc và ông có thể bị ra tòa. Tại sao lại như vậy? Sổ sách tôi làm hoàn toàn đúng, vì mỗi tháng tôi đều tổng kết thẳng hoài, có thư ký kiểm tra. Cháu Việt à, cháu là thư ký kế toán, cháu xác nhận đi. Dạ cháu. So với biên nhận gốc thì cơ quan ông đã xuất ra nhiều hơn 1/3 số lượng. Vậy thì số dư này chạy đi đâu vậy? Chắc có lẽ chạy vào túi của ông. Trời ơi, Việt ơi, tại sao có sự kiện trên? Sổ sách này tôi đã kiểm tra, vậy mà biên nhận này chữ ký lại là của tôi. Kìa anh Việt, sao anh lại im lặng? Số hàng dư này hiện ở đâu? Hay là anh làm thiếu xuất sai? Anh có thể bị ra tòa vì sai sót này đây. Việc là tại sao cháu im lặng? Ông Trung, ông hãy nói đi, việc gì đã xảy ra? Trời ơi, tôi có tin lầm chết người hay không? Cái này không phải tôi à. Tôi đâu có biết. Ông ký là tôi xuất kho, ông ký rõ ràng đấy mà. Anh Việt, sao anh im lặng? Anh nói đi. Tôi không ghi lầm. Vậy là anh cố ý. Và số hàng dư anh giữ tất cả, tôi sẽ lập biên bản việc này. Tôi không có nói gì hết á. Người nào ký người đó chịu. Ký sao tôi làm vậy à? Cậu Việt cũng vậy thôi chứ. Thật tôi không ngờ. Cháu Việt à, cháu hãy nói đi. Từ trước đến giờ có việc gì mà cháu không nói với bác? Cháu Việt à, Tôi ghi nhầm. Tôi sẽ bồi thường tất cả. Anh có thể bồi thường tiền bạc và vật chất, nhưng danh dự và sự tín nhiệm của mọi người thì anh mất trắng. Tốt hơn là anh nên thú nhận, mọi người sẽ thông cảm và dễ dàng tha thứ cho anh. Có cái gì đâu mà thú nhận. Cậu ấy ghi lộn thì cậu ấy đền thôi chứ. Thôi, chú đừng nói nữa. Tôi làm sai tôi chịu. Tôi không để liên lụy đến chú đâu. Ông thanh tra, ông cứ lập biên bản đi.
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm việc làm của tôi. Được, cảm ơn anh. Dạ thưa bác, cháu xin lỗi bác. Mọi việc bây giờ đã rõ, đúng như lời bác đã dự đoán trước với cháu về nhân cách của chú Trung. Bác ơi, chỉ vì một phút yêu lòng nên cháu đành xa xuống vực sâu. Công bác bao năm gầy dựng tương lai, nay phủi sạch hết rồi, một thoáng qua nhanh. Bác tha lỗi cho con. Bác thường khuyên con làm việc chi cũng phải cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Người ta thường nói bút xa đàn chết, chuyện đã xảy ra rồi thì rất nhiều con phải viên mang. Đây, biên bản tôi đã làm xong, mời ông ký nhận. Còn phần anh Việt, tôi đề nghị ông nên tạm ngưng công tác của anh ấy, và ông hãy điều tra thêm về việc này. Chắc có lẽ cũng còn nhiều nguyên nhân lắm. Dạ, tôi ký tên đây. Ủa, anh là Lê Trọng Nhân à? Phải, tôi là Lê Trọng Nhân. Ông có gì thắc mắc nữa không? Sao tên này nghe quen quá cả. Nếu không có thì tôi xin phép tôi về. À thôi, anh cứ về. Vâng, chào ông. Lê Trọng Nhân, Lê Trọng Nhân. Ngồi đây. Mấy hôm nay em có đến chỗ anh ở mà không gặp anh. Em biết việc anh bị đình chỉ công việc
Có lẽ vì vậy mà anh buồn phải không anh? Anh muốn lang thang một mình tìm nơi yên tĩnh, chỉ một mình anh thôi, để suy gẫm lại việc của mình làm. Và chắc anh cũng không muốn gặp em, muốn lẩn tránh em, vì em là con của người đã lôi kéo anh vào con đường xấu. Em xin lỗi anh. Huệ, sao em làm như vậy? Em không có lỗi gì cả. Tại vì anh đang có chuyện lo buồn trong dạ, rối tưởng tới giò, nên tuy chúng mình ngồi kề cận bên nhau mà những người xa lạ không hơn. Huệ ơi xin hãy hiểu cho anh, đừng để tâm giận hờn mà tình bạn chia xa. Việc ơi có phải vì một lần té đau nên anh nghĩ rằng tất cả những con đường đi đều chông gai hầm hố, rồi anh cứ mãi ngại lo không còn tin phía trước vẫn còn có nhiều nẻo đi phẳng lặng. Nhìn anh khổ đau em cũng thương bên anh nhiều, từ sự mến thương chân thật đó em thấy có cái gì làm rung động trái tim em. Anh cũng biết em và Quyên là đôi bạn chí thân, quấn quýt bên nhau chung trường chung lớp. Từ khi biết Quyên đối với anh không có tình yêu nồng thắm, rồi nhìn anh đau buồn mà lòng em bứt rứt. Huệ, anh không ngờ trong khi anh đang bị hụt hẫng bởi tình yêu thì Huệ đã đặt nhiều tình cảm cho anh. Như vậy là đời anh vẫn còn diễm. Dẫu em đã nói hết những cảm tình mà chỉ riêng em ấp ủ, thì xin anh cũng đừng lưu tâm để giả làm gì. Vì trong thâm tâm anh bóng hình cô chưa phai mờ. Em biết lòng anh hiện giờ vẫn còn sao động, vết thương tâm hồn vẫn còn rỉ máu tim anh. Điều đó cũng chứng tỏ anh là một người chắc giả sắc son dình câu dung thủy, nên có gửi trao anh ít nhiều thiện cảm em cũng không thấy mình nuôi tiếc. Em đã đoán đúng tâm sự của anh hiện giờ, nhưng có lẽ bắt đầu từ giờ phút này anh cần phải thoát ra ngoài những ưu tư phiền muộn. Bằng cách nào? Em muốn được nghe anh nói. Huệ ơi, Huệ ơi, anh đúng là kẻ hoài công bắt bóng cố đuổi theo mà có được bóng đâu. Phải, chỉ có những người thiếu nghĩ suy nên mới lụy với tình, mới khổ đau và tuyệt vọng. Anh đã yêu một người trong mộng, mong vỡ tan rồi mà vẫn còn ước còn mơ. Trong khi tình yêu có sẵn trong tay, vậy mà anh đã hững hờ không đón nhận. Suýt chút nữa anh lại thêm một lần ân hận, bởi ngu khờ nên không hiểu được lòng ai. Đã qua rồi cơn mộng mị đắm say, giờ thoát khỏi đêm dài mộng mị vẫn dương. Anh Việt, có thật như vậy không anh? Huệ, bây giờ em là nguồn an ủi của đời anh. Anh Việt,
Em mừng là anh đã thật sự lành bệnh, một chứng bệnh tương tư. Và em là người thầy thuốc giỏi. Anh cảm ơn em đã chữa lành bệnh cho anh. Đó cũng nhờ vào một phần ở ý chí của anh nữa chứ. Anh Việt, vậy là anh không còn oán hận ba em chứ? Tại sao lại oán hận chú Chung? Nếu anh cứng rắn không mềm lòng thì làm sao chú Chung lôi kéo anh được, phải không? Vậy thì em mừng lắm. Ý, nãy giờ lo nói chuyện, em quên báo cho anh hay một tin mừng. Tin gì vậy Huệ? Hồi sáng lúc gặp nhau ở trường, nhỏ Quyên nói cho em hay là bác Quang đang cho người nhắn anh đến để bác sắp đặt công việc khác cho anh làm ở công ty. Và ba của em cũng được bác cho làm lại ở công ty với công việc bảo vệ. Như vậy có phải là tin mừng không anh? Bác Quang thật là tốt bụng, không bao giờ bác bỏ rơi những người đã làm việc cho mình. Anh thật hối hận quá. Thôi, chuyện đã qua rồi, đừng có buồn nữa anh. Bây giờ làm lại từ đầu cũng chưa muộn mà. Thôi, mình về đi anh. Tại vì anh còn phải nghỉ sớm để sáng mai còn đến công ty trình diễn với bác Quang. Và em cũng về cho ba hay chuyện của hai đứa mình. Thôi, em lên xe, anh chở em về. Dạ. Chà, làm gì mà hôm nay em bày biện bánh trái nước ngọt đầy bàn với em, còn o bế bình bông nữa chứ. Em nghe anh Thúy Quyên á, nó nói lát nữa nó đưa bạn bè gì của nó đến nhà mình chơi đó, cho nên em lo giùm cho con vậy mà. Rể tương lai của mình cho bạn bè nào? Sao anh biết? Thúy Quyên nó nói cho anh nghe hôm qua đó em. Vậy mà em tưởng anh chưa biết nên em định giấu anh. Bây giờ ý em nghĩ sao về vấn đề này? Nghĩ sao bây giờ anh? Theo em á, nếu đã thương con thì mình chấp nhận thôi. Phải nợ phải duyên nên nó mới yêu nhau. Thiết tưởng mình cũng không nên cấm cản. Ngày xưa ta đã có một thời khổ đau vì yêu mà chẳng được gần nhau. Nên chuyện của con coi như em ưng thuận. Còn anh có ý kiến gì không? Dẫu sao phải do anh quyết định, chớ dám đâu. Em đây một mình lại tự quyền. Cũng như em, anh không cấm đoán điều gì chuyện duyên nợ của con mình. Nhưng có điều anh chẳng mấy an tâm, vì tánh con Quyên nó ngang bướng cọc cằn, thiêu tinh hiền diệu ôn hòa, sợ nó có chồng mà chẳng được an vui. Em thì em để ý thấy độ rài con của mình nó có ít nhiều thay đổi. Nếu được như vậy thì vợ chồng mình cũng đỡ lo cho con sau này. Kìa, con nó về kìa. Anh tiếp chuyện với cậu ấy đi nghe. Em ra làm sao rửa tay một chút. Xuống xe đi, còn ngại ngùng gì nữa ông Hoàng. Em đưa anh về nhà ra mắt hai bác, sống cho anh biết trước. Gì vậy? Chứ để anh đi tay không như vậy, thất lễ quá. Em hại anh rồi đó Nga Quyên. Sợ thất lễ hả? Ba mẹ em không có nhỏ mọn như vậy đâu. Vào đi, anh sẽ còn gặp nhiều bất ngờ nữa đó. Em lại bài trò gì nữa đây Quyên? Vào đi rồi biết. Ba, dạ thưa ba, con mới về. Dạ thưa ba, đây là bạn của con, anh Nhân, ba em đó anh Nhân. Chào bác. Bác là... Chúng ta đã gặp nhau rồi, lúc cậu xuống công ty của tôi đã thanh tra đó. Dạ, thật cháu không ngờ bác là ba của Thúy Quyên. Vậy thì đã sao nào, thôi mời ngồi, ngồi đi cậu. Em Quyên không có nói trước nên cháu không kịp chuẩn bị tinh thần phải không? Dạ. Vậy càng thú vị chứ. Mẹ con đâu rồi ba? Mẹ con mới vào trong đó. Để con chào mời mẹ ra.
chào cậu. Dạ chào bác gái. Mình ơi, cậu đây là viên thanh tra đã đến công ty mình để kiểm tra hôm trước đó. Quê cậu ở đâu vậy? Dạ ở Cà Mau. Hả? Cà Mau? Dạ. Vậy cậu có phải là con trai út của ông Lê Trọng Nghĩa và bà Nguyễn Thị Lưu? Bác, sao bác biết rõ về cha mẹ cháu vậy? Còn cậu, cậu tên là Lê Trọng Nhân có đúng không? Đúng, đúng tất cả. Trời ơi. Em sao vậy em? Sợi dây chuyền cậu vẫn đeo trên cổ. Cậu còn nhớ ngày đó. Luyến à, con đừng khóc nữa. Ba con ông giận bỏ lên nhà bác Tư rồi. Nín đi con. Má ơi, con khổ quá. Ba con muốn tốt cho con nên mới quyết định gả con cho Trần Hữu Danh, là con trai của ông Trần Hữu Vọng. Vì hai gia đình rất là môn đăng hộ đối, sau này con sẽ được sung sướng tấm thân. Má ơi, con lại má. Xin má nói giùm với ba đừng bắt con lấy Trần Hữu Danh, vì con chưa bao giờ có cảm tình với người con trai đó. Con đừng nói như vậy mà ba con giận nữa thì khổ à. Má ơi, con xin má hãy thương con. Từ bé đến nay chưa có bao giờ con làm phiền lòng mẹ cha, luôn một mặt vâng lời. Nhưng nay là chuyện nợ nó hề trong cả một đời con. Xin ba má hãy thương tình, cho phép con được tự hôn. Vì chẳng yêu nhau thì không thể nào sống đến bạc đầu răng long. Nếu ba má ép con phải lấy chồng, có khác nào ba bắt loài chim xanh. Tuy được ở trong lòng son xinh đẹp, như chim thiếu tự do bay nhảy giữa bầu trời, tiếng hát yêu lo cũng sẽ không còn nở lòng nào. Má ơi, Luyên ơi, má cũng biết mối tình đầu khi đã đơm bóng kết trái, thì trong một sớm một chiều có mấy ai dễ dàng quên được. Nhưng má cũng đành bất lực nhìn con trẻ buồn đau, mà nghe như ai dò xe tim. Thôi thì con hãy chọn đi bên hiếu bên tình. Gia đình chỉ có con là gái, thằng Nhân thì còn trong tuổi ngây thơ. Chỉ vì muốn con được hạnh phúc giàu sang, nên ba mới có thái độ ép này bắt buộc. Vậy con hãy nghĩ chữ yêu mà đi quán hận cha mình. Dạ, phận làm con thì con đâu dám thế, nhưng thật tình con khổ lắm má ơi. Con không nên khổ đau, má chắc rồi đây Hữu Danh sẽ đem sung sướng đến cho đời con. Con không lo đời con, chỉ thương ba má và em Nhân, rồi đây không còn ai chăm sóc. Con nghe ba con đi, để ông vui mà không đánh đập con nữa là má vui rồi. Con đừng lo cho má những chuyện nhỏ mọn đó. Má ơi, con bất hiếu làm cho ba giận má buồn, con thật vô cùng có lỗi. Như vậy là con bằng lòng theo ý của ba con rồi phải không con? Dạ. Má,
Má cho phép con gặp anh Quang lần cuối nghe má. Được được, con nhớ về liền nha con. Ba con biết thì khổ đó. Con cảm ơn má. Chị Hai ơi, chị Hai, chị dán giùm em con diều này đi. Hồi chiều con chó nó cắn gách của em rồi. Chị dán lại lẹ lẹ cho em đi, để mai em chơi với tụi bạn nha chị Hai. Được rồi, chị sẽ dán cho em. Dán liền đi chị Hai. Bây giờ em vô trong học bài đi. Chị ra bờ sông sau chút xíu, cái chị vô chị dán diều cho em nha. Lẹ lẹ nha chị Hai. Luyến ơi, hẹn gặp nhau xem không nói danh một lời nào mà em lại khóc. Đừng khóc nữa em. Anh yêu em như trái đất có ánh sáng mặt trời. Nếu trái đất không có ánh sáng mặt trời thì vũ trụ sẽ chìm trong bóng tối. Quang ơi, em yêu anh như bông hoa thiết tha yêu cánh bướm. Nếu đời hoa không có bướm thì còn chi tạo dựng mùa xuân. Nhưng anh ơi, giờ đây em đang phập phòng lo sợ, chúng mình sẽ xa nhau. Bởi ta có dột thành kiến gia đình khắt khe, phận làm con em đâu dám cãi lời. Nhưng với anh em yêu trọn một đời. Sao hôm nay em mới buồn cay nghiệt, nghe đau đớn quyết định của ba là gả em cho người xa lạ. Gặp nhau lần này chắc mình sẽ chia tay. Không Liên ơi, em đã nói với anh, em yêu anh như bông hoa thiết tha yêu cánh bướm. Thì tại sao em lại thốt tiếng từ ly trong khi tình ta đang nồng thắm và ước mơ một tương lai sáng đẹp em đẹp. Em hãy nói đi em, ta nói tiếng xuân về. Trái đất này sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Nếu tôi mình lỡ nợ lỡ duyên, nhưng tình yêu không thể vượt qua lễ giáo gia phong, thì nó biến thành niềm khổ đau vô tận. Chúng ta sẽ cố vượt qua cùng nhau, bảo vệ để sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Bằng cách nào hả anh? Vì yêu anh em có thể chịu đựng tất cả roi đòn khi ba đánh đập. Nhưng làm sao đây để chúng ta trọn lời ước nguyện, khi mai mốt
này em phải vui. Trời ơi, có chuyện đó nữa sao? Anh Quang, anh nói em phải làm gì bây giờ? Anh nói đi, anh nói đi anh. Còn biết làm gì khi ba em đã quyết định bắt em về làm dâu người khác? Vậy là hết rồi. Còn gì để mày liếm luôn nó đi chứ? Anh Quang, anh định rời bỏ nó đây sao? Chứ còn ở lại để anh chết dần chết mòn trong đau khổ sao em? Không, anh Quang ơi, em làm sao sống được khi nếu phải xa anh? Chúng ta không còn cách nào để chống lại mệnh lệnh nghiệt ngã của ba em. Anh hãy đưa em đi với anh đi. Nếu đi với anh thì em sống một cuộc đời kham khổ. Em có oán trách anh không? Không, em không thể thiếu anh. Và tình nguyện sống bên anh, em không cảm thấy khổ. Em thấy em hạnh phúc. Vì em muốn cùng anh bảo vệ giọt máu của chúng ta đang hình thành trong bụng mẹ. Nguyễn, em đã có thai. Phải, vì vậy em phải quyết định đi theo anh. Anh, chúng ta hãy đi ngay đi, kêu ba em về thì không kịp nữa. Hả? Chúng ta đi thôi. Chị hai ơi, chị hai, em sợ ma quá à. Sao chị đi lâu quá vậy? Vô dáng dìu cho em đi, chị hai. Trời ơi, tội nghiệp cho em tôi. Nhưng Nhân ơi, chị trao lại sợi dây chuyền này cho em. Em hãy giữ cho kỹ, đừng làm mất nghe Nhân. Dán nhiều cho em đi chị hai. Để sáng ba dán lại cho em. Nhân, em đừng khóc. Chị đi nghe Nhân. Chị hai, chị hai, chị hai. Chị hai. Chị hai ơi, em không ngờ ngày chị bỏ nhà ra đi đến nay. 20 mấy năm trời em chỉ cách xa. Vui mừng ngày gặp gỡ, chị xúc động biết bao. Ơn Phật trời vui cho cảnh đoàn viên, nên hôm nay cốt nhục tương phùng. Ngày chị ra đi rời quê nhà đất mẹ, em còn nhỏ dài nào có biết đâu chị đau khổ. Mẹ thường nhắc chị trong những lúc nhớ mong. Mẹ gọi rằng con hỡi Luyến ơi, giờ con ở đâu sao chẳng chịu quay về. Khi hỏi ra mới biết em còn có chị. Nhưng đất trời mù mịt nên dù nhớ thương cũng khó kiếm tìm. Vì không thể xa nhau khi đã lỡ yêu, nên anh và chị phải trốn gia đình bỏ xứ lìa quê. Nhân, chị hai, ba má vẫn còn mạnh dội hả Nhân? Lâu nay gia đình mình ở đâu và sống ra sao? Trời ơi, gặp em chị mừng quá, muốn đi thăm ba má ngay bây giờ. Chị hai ơi, ba đã chết vì một cơn bão bình, còn mẹ tuy có được bình yên nhờ Phật trời phù hộ, nhưng tóc mẹ đã pha sương do trăm thương ngàn nhớ. Vì nỗi mong con nỗi nhớ thương chồng. Hiện giờ mẹ và em đang ở tại Sài Gòn. Đã 25 năm rồi nơi quê người xứ lạ,
tạm sống qua ngày chỉ có mẹ với em. Cũng vì xấu hổ cho việc chỉ ra đi nên ba mẹ phải bỏ Cà Mau lên trên này sinh sống. Tưởng đâu chị em mình muôn đời xa cách nào hay, đâu có được nghe buổi tao cùng. Ba, mẹ, Thúy Quyên con. Quyên. Ba, mẹ, tại sao con lại gặp cảnh trái ngang đau đớn như thế này? Tại sao, tại sao nhân lại là cậu của con hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ có biết là chúng con đã yêu nhau, mong ước mai sau này vậy là sao thưa Quyên? Mẹ, trời già bài chỉ điều ngang trái, không than hay cười làm cho bớt đau thương. Tương đầu yến quanh chung cùng nào ngờ đành rẽ chia từ đây. Tâm can rối như tơ vò, còn bàng hoàng nói không. Cậu cháu bây đã có gì với nhau rồi phải không? Mẹ ơi, qua những lời tuổi phận than thân, chắc mẹ cũng biết rồi, con và cậu đã có một ân tình xem như keo sơn gắn bó. Nhưng mẹ hãy tin con của mẹ như tờ giấy trắng, dầu tiếng gọi của con tim đã thôi thúc lòng con muốn cùng cậu xây dựng. Rồi đây khi con hiểu rõ sự tình thì mẹ ơi, làm sao lòng con không chua xót, không ngỡ ngàng trước một sự thật trái ngang. Nay rõ ra thì cậu cháu yêu nhau, thử hỏi ai không thương đau, không xấu hổ. Dẫu đây chỉ là vô tình lầm lỡ, nhưng có lẽ suốt đời lòng con luôn sai sức. Mẹ chỉ mong tình cảm của cậu cháu cũng không vượt qua dòng lễ giáo là được, còn chuyện buồn đau cũng sẽ theo năm tháng dần quên. Chị hãy yên lòng, lời của Quyên nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng mẹ ơi, làm cách nào cho con thôi sầu hết khổ đi hả mẹ? Bình tĩnh đi con, rồi mọi việc sẽ trở về yên ổn. Chỉ cần con hiểu ra và quên chuyện sai lầm. Con ơi, hôm nay là ngày vui đoàn tụ gia đình, con hãy chia sẻ niềm vui của mẹ, đừng nghĩ gì đến chuyện đã qua. Cố mà quên đi hình ảnh của nhân, con hãy xem như chưa bao giờ cùng nhân gặp gỡ. Tháng rồng năm dài giúp cho con xóa mờ những nhớ, rồi con sẽ tìm thấy được niềm vui.
lại xem như chưa bao giờ gặp gỡ. Trời ơi, nghiệt ngã quá. Tình yêu nồng nàn hôm qua hôm nay biến thành sự thật cay đắng và hổ thẹn. Trời ơi, tại sao? Không, con không tin. Con không tin là như vậy được. Không, không phải, phải không mẹ? Ba ơi, Thùy Quyên con. Em hãy để cho nó than khóc một mình, như vậy nó sẽ vơi bớt khổ đau. Em không ngờ xảy ra sự cố này. Bây giờ biết tính sao hả Nhân? Em không biết. Em không biết gì hết. Đầu óc em rối loạn quá. Anh Hai, chị Hai, hãy nói cho em biết bây giờ em phải làm gì bây giờ đây nha. Không còn cách nào khác hơn là cậu phải đi xa một thời gian. Đi xa để em tìm quên Thúy Quyên hay để Thúy Quyên quên em? Cả hai đều cần thiết. Anh Hai, em hiểu. Em sẽ nghe lời anh chị. Còn mẹ, nếu biết được chuyện này chắc mẹ sẽ buồn lắm, vì mẹ đã từng biết mặt Quyên. Cũng đành vậy thôi cậu à. Trước tiên là giải quyết chuyện của cậu và Thúy Quyên. Ngay bây giờ cậu tìm cách đi xa, ra đi một ít lâu để cậu tìm lãng quên. Và Thúy Quyên cũng nguôi ngoai chuyện tình, khi nó yên ổn tinh thần, chừng đó cậu quay về chắc là sẽ vui hơn. Cảm ơn anh Hai đã chỉ cho em một con đường thoát khỏi tình cảnh éo le này. Em cũng cố nén mọi niềm đau. Cậu đưa chị về thăm mẹ, rồi cậu cứ yên lòng ra đi. Mọi việc ở nhà chị thay cho cậu, chị tin rằng mẹ vẫn trọn niềm vui. Gặp lại anh chị chắc mẹ mừng lắm. Nhưng em chỉ tiếc sự vui mừng không trọn vẹn bởi lầm lỗi của em gây ra. Nhưng dạ, lỗi này không phải chỉ mình em, mà cũng do lỗi của chị một phần trong đó. Thôi, chị em mình không nên giành với nhau chuyện lỗi lầm đó nữa. Em để lại địa chỉ cho chị tìm mẹ. Em về thu xếp chuyện của em. Anh chị ráng khuyên giùm Thúy Quyên. Chào anh chị. Nhân, em về. Nhân. Nào em đến áo trắng đâm mướn với sương mù rơi, tưởng là buồn vui ôi như cơn mơ, nỗi đau tuyệt vời buồn như cơn gió, những cánh lá rơi cuốn trôi về đâu, nắng đã chìm sâu biết ta còn nhau. Còn đi mãi tìm lối đến chốn không gian mù xa, một mê thoáng qua tim trong lương ngâu nhớ thương nhạt nhòa. Để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời, hỡi nhân tình ơi hãy cười hãy vui. Thúy Quyên.
Khuyên à. Khuyên, con ơi, từ trưa đến giờ con cứ ở miết ở trong phòng không ăn uống gì hết. Con đừng làm mẹ lo lắm nghe con. Khuyên, mẹ vào đi mẹ. Con, mẹ, mẹ ơi. Khuyên ơi, nhìn con khổ đau, mẹ cũng bầm gan tím ruột. Con người mẹ nào mà không thương con đẻ của mình đâu. Như khi xưa con lẩm đẩm bước đi, mỗi lần mẹ đẩy xe ban trái cây về tới, cũng lần dò bước ra đón mẹ, con vui mừng vẫy tay như kêu gọi. Mẹ ôm chầm lấy con mà nghe sung sướng trong lòng. Ai thấy được ở mẹ tình mẫu tử dân trào, trong những lần bước chân chưa được dừng nhưng bám ra đón mẹ về, con bị té đau. Ba con đang học vội quan sách vở lại đỡ con, mẹ hốt hoảng làm bao nhiêu trái cây bị đổ. Mẹ lo sợ chúng con nên khóc, ba cũng khóc theo, bởi vì yêu mến con mình. Rồi sau lần té đau đó con không bao giờ té nữa, con bắt đầu đi những bước vững vàng và cẩn thận. Mẹ ơi, mẹ thật là sâu xa trong ý tứ, con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ buồn lo. Con hiểu được như vậy là lòng mẹ yên vui lắm rồi. Mẹ yên tâm, và rồi đấy con sẽ không bao giờ té nữa. Con sẽ thấy ánh sáng huy hoàng dậy gọi đời con. Tình yêu của ba mẹ cao dày như nón hai, con cảm tạ tình cao cả thiêng liêng. Ba con đâu rồi hả mẹ? Ba con tiếp bà ngoại dưới nhà. Ngoại đến nãy giờ. Ngoại đến hả mẹ? Ai đưa ngoại đến? Có phải ngoại đến một mình? Ba con đi rước ngoại đó. Mẹ, con muốn xuống gặp ngoại. Đi con, mẹ đưa con xuống. Dạ. Ngoại ơi, ngoại. Ngoại đây nè con. Ngoại. Con khỏe chưa?